Hello, xin mời cho đại kênh YouTube của mình nha. Ok, thôi không có video lý do lâu là không gài mà đi lên gạch giá nè em. Mất nuôi bệnh nha. Không có nhà. Thì trên đường đi từ đây ra tới gạch giá thì có qua đường tắc cậu á, mình phát hiện à. Đây. Anh này biết này là gì không? Đây là con khóm, khóm con à. Mình tính đem về đây trồng ở xung quanh đất ao vuông tôm anh em. Nhìn bốn phía bờ ao vuông tôm chắc ai cũng vậy như ai thôi, toàn là cỏ lên không à. Đem khóm trồng về thứ kiểu nước mặn thôi nè, chỉ trồng thử thôi nha, coi thử nó làm sao. Thì một năm sau mới có thu hoạch được chứ, khóm mà đâu có thể đấy. Hiện tại đang đang dăm con mà mình đang dăm con nha, rồi nó ra rễ mới đem đi trồng. Trước mình có tím được một mớ rồi nè, cái con này dăm chăm trước nè, đây có trồng ở phía sau nè, để cho anh em xem mấy cái bụi khóm phía sau là khóm kiển nè, trồng thấy nó cũng lên có trái đấy, đang ra bông cũng đẹp lắm nên mình quyết định mình đem đi trồng. Ok, này anh em thấy chưa, đây là một cái khóm nó có trái của mình nè, mới có trái, từ khi đá nó mới có trái nè. Nên mình nghĩ rằng đất nước mặn này mới khóm chịu nổi thôi, nên mình trồng thử, nếu chịu nổi là ok đó, kiếm ăn cũng được anh em. Chứ để mình để bốn phía bờ cỏ lên thấy uổng quá. Anh em xem nè, anh em nhìn kỹ à, đẹp không? Cái khóm đó ao đẹp không? Đây là khóm kiển nha, khóm kiển khóm chân nha, chứ không phải là khóm đỏ mà ăn bình thường nha. Các cái nãy ở ngoài đó đó mình làm đang mẹ mày đang ương đó, đó mà là khóm đang khóm ăn của mình ngày đó. Đây là cái đợt khóm này, đợt thật chất là đợt khóm thứ hai nha. Đợt trước thì chồng mình đã thu hoạch một đợt rồi, mấy cây nè có trái rồi, mình đã vẽ được mấy trái nhưng mà ăn không ngon, cái này không kiển mà trồng chỉ để chưng thôi, chưng tết thôi. Mấy trái khóm này để chưng tết là ngon luôn nè anh em, thấy nó đẹp không, quá đẹp luôn chứ gì. Để mình chụp một bức hình làm thumbnail nha, đó. Một đống ngoài đó là ít thôi, còn ở trong nhà không có đường qua luôn. Chung là mình mua cũng cái mấy trăm con gì đó không biết nữa. Đây nữa nè, đây một đống này anh em thấy không, chỗ đó là mẹ mình đang lựa những con bự tốt cơi ra dăm trước. Trong này một bát nữa nè, đó nè, thấy không, giờ phía trước này là hai ba cái khóm. Này là khóm khóm mà mình nói là khóm kiển đó, cái này là cái đuôi của trái khóm nè, lúc trước ăn xong mà chặt cây trồng luôn, mấy khóm mới sao bẻ được trái đó. Trồng này được ba lớn đây nè, mình cảm thấy trồng nó tốt mà cái này xung quanh nhà là trồng có tưới nước nên mình định thử trồng bốn phía bờ có thể chịu qua được mùa nước mặn không. Để mình xem thử nó phát triển tốt không, thì cái video mình chỉ quay cho anh em xem chơi vậy thôi, chứ muốn biết kết quả thì chờ một năm nữa nha. Ok, xin phép tạm thời kết thúc video tại đây anh em.